Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Giây. Lời đầu tiên, Ba Giây xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Kính thưa quý vị và các bạn, trong video này, Ba Giây sẽ chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn về một nội dung. Đó là một cái người hướng dẫn viên du lịch ở tại Huế. Thì vào chiều ngày 11 tháng 3, ông Nguyễn Văn Phúc, giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã cho biết đã là chỉ đạo thanh tra Sở Du lịch phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Hội hướng dẫn viên du lịch Huế vào cuộc để mà làm rõ về cái thông tin mà trước đó trên mạng xã hội xuất hiện một cái clip ghi lại cái cảnh một cái đoàn khách đang tham quan ở Đại Nội Huế. Cái đoàn khách này được một hướng dẫn viên nam dẫn đoàn và giới thiệu về các cái di tích nằm ở trong Đại Nội. Trong quá trình dẫn khách tham quan đó, thì hướng dẫn viên này đã nói với du khách rằng ngày xưa trong Đại Nội không thờ cúng chuối hương, cái loại chuối dài, mà chỉ thờ cái loại chuối sứ ngắn hơn. Cái nguyên do được người này lý giải với khách là Hoàng Thái Hậu Từ Dụ, mẹ của vua Tự Đức đó, sau một lần đi thăm hỏi đời sống của các cái bà phi tần ở trong hậu cung đó, thì mới phát hiện các cái bà này sử dụng chuối hương làm dụng cụ để mà tự xử trong cái chuyện tình dục. Theo hướng dẫn viên này đó, chính bà Từ Dụ đã ban hành cái lệnh cấm triều đình thờ cúng chuối hương mà chỉ được sử dụng chuối sứ có độ dài ngắn hơn để mà thờ cúng trong Đại Nội Huế. Đoạn clip này được lan truyền ở trên mạng đã khiến cho là dư luận ở xứ Huế bày tỏ cái sự không hài lòng đối với hướng dẫn viên du lịch kia. Nhiều người còn cho rằng là cái người hướng dẫn viên đã là cung cấp thông tin sai sự thật cho du khách. Kính thưa quý vị và các bạn, qua cái vụ việc này thì Ba Giây cũng đã trao đổi với thạc sĩ Hoàng Luân. Và được anh Hoàng Luân đã chia sẻ về cái vấn đề là chữ sứ và chuối sứ như thế nào. Trước tiên thì chúng ta nói về chữ sứ trong văn hóa Nam Bộ và cái chuyện mà anh hướng dẫn viên du lịch ở Huế. Trong Nam Bộ, sứ là chỉ một cái loại hoa bình dị và cũng là tên một cái loại cây khá thông dụng, cây chuối sứ. Chuối sứ được dùng làm là rất nhiều loại bánh, mứt, kẹo và món ăn cũng giống như chè, xôi, vân vân. Về công năng đó thì có lẽ nó sánh ngang với giữa cây dừa, tre. Thân chuối thì làm thức ăn cho gia súc. Cái sợi thân chuối bệnh lại đó làm dây cột hàng. Lá chuối thì ngày xưa đó còn là thay giấy để mà gói hàng hóa đồ dùng. Vì cái tính hữu dụng đó đó mà sứ có mặt là khắp mọi nơi, từ lễ hội, nhà hàng đến đời sống dân dã của con người. Chính vì vậy, cái người Nam Bộ yêu thích cái sự giản dị, thường lấy chuối sứ để mà cúng bái tổ tiên. Một trong tiêu chí của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương và Tứ Ân Hiếu Nghĩa, cái vật cúng là cái cây trái đơn giản và lấy sứ để mà đặt tên cho con cái. Ta bắt gặp không thiếu những cái địa danh tên tuổi ở miền Nam là gắn liền với chữ sứ, cũng giống như là Gò Chuối Sứ, Lạch Ông Sứ, Cô Sứ, Chị Hai Sứ, Bà Chuối Sứ, vân vân. Người ở các tỉnh miền Bắc thường phát âm lẫn lộn chữ ít và chữ ớt, cho nên sứ đôi khi thành xứ. Ta cũng nên biết rằng là bà Từ Dụ, Nam Phương Hoàng Hậu, là cái người Gò Công. Trước đó thì bà Phi Yến, vợ của vua Gia Long và nhiều cung tần ở Triều Nguyễn là người ở miền Nam. Cho nên họ dùng chuối sứ để mà cúng bái, đó là cái chuyện bình thường. Cái việc mà cái anh mà hướng dẫn viên du lịch ở Huế mà dựa trên những cái suy diễn thiếu cơ sở, thiếu hiểu biết và vô văn hóa để mà nói cho du khách những cái điều dung tục là sỉ nhục tiền nhân và sỉ nhục văn hóa Việt Nam. Đây cũng là một cái hồi chuông cảnh báo về giáo dục văn hóa đối với giới trẻ. Kính thưa quý vị, cái chuyện mà anh hướng dẫn viên du lịch hiện đang được các cơ quan chức năng thành phố Huế để mà xử lý là cái điều cần nên làm.
chúng ta khoan dội bình phẩm về cái giai thoại truyền miệng mà anh ta và có lẽ là không ít người dẫn dụ về chú sứ. Nhưng mà có thể khẳng định là những cái điều ấy gán cho bà Từ Dụ là ra lệnh, là đó là cái câu chuyện xàm xí, vô văn hóa và thiếu cơ sở khoa học. Nếu mà ai có cái dịp về vùng nông thôn Nam Bộ đó, thì ta hẳn thấy ở trên bàn thờ gia tiên của nhiều gia đình là ảnh thờ ông bà. Trên nữa đó là bức bích họa lồng kiến hoặc là bằng gỗ, họa hình Phật hoặc là cửu quyền thất tổ. Với bài biện cũng như là hoa trái và cái nải chuối sứ, cái điều này cho thấy trong tín ngưỡng thờ cúng ông bà đã có hình ảnh của chuối sứ. Qua đó có thể là khẳng định cái việc là cúng vật phẩm bằng chuối sứ thì đã có từ rất là lâu, trước cả khi là cái bà Từ Dụ và các cung tần nhà Nguyễn ra đời. Hình ảnh ông Địa và cái nải chuối sứ đó đã được khắc họa trong rất nhiều cái câu chuyện và giai thoại dân gian, trở thành hình tượng vừa mộc mạc thân quen, vừa giản dị vui tươi. Cúng ông Địa cái nải chuối sứ hay là trong ca dao tục ngữ Nam Bộ không thiếu hình tượng chuối sứ được truyền miệng như thế này. Ví dụ như là gió đưa bụi chuối sau hè, cha mê vợ bé, bỏ bè con thơ, vân vân. Trong tôn giáo, với triết lý cúng bái cho những người đã khuất, những cái vị thần thánh hiển linh bằng chính là cái tâm, bằng những cái vật phẩm có sẵn ở trong vườn, bằng cái sức lao động chân chính của mình. Đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, Tứ Ân Hiếu Nghĩa và nhiều tôn giáo có ảnh hưởng Phật giáo ở miền Tây đã chọn cái vật phẩm cúng Phật, các vị tôn sư, tổ sư, ông bà tổ tiên là trái cây đơn giản, gần gũi. Và chuối sứ đã là trở thành cái vật phẩm ưa thích để mà thể hiện cái sự bình dị đủ đầy. Vậy hà cớ gì một cái anh chàng hướng dẫn viên còn khá là trẻ đã gán ghép cái câu chuyện dung tục phi lý khi cho rằng là bà Từ Dụ phát hiện các cái cung tần triều Nguyễn dùng chuối già để mà tự sự, rồi từ đó buộc các cái cung phi hoàng tộc và người trong dân là phải cúng bằng chuối sứ. Cái câu chuyện này cũng cảnh báo cho cái việc là giáo dục văn hóa bị lệch hướng trong cái giai đoạn hiện nay. Kính thưa quý vị và các bạn, lâu nay không ít người tự cho mình là nhà khoa học, là giới tinh hoa, là nhà nghiên cứu, thường giáo dục cho lớp trẻ bằng cái phương pháp là áp đặt, lấy cái quan điểm suy nghĩ của thời hiện tại, rồi phê phán, rồi đánh giá bình phẩm về các cái bậc tiền nhân, người đi trước. Tại sao là ổng, bả làm như vậy mà không phải là như vậy? Thời trước cũng vậy thôi. Rất tiếc là thời phong kiến, thực dân đó bị hạn chế này, rồi bị sai lầm nọ. Không thiếu những cái luận điểm, luận cứ, quan niệm phê phán bằng cái cách nhìn của hôm nay, mà không dạy học sinh cái cách là tư duy của người trong cuộc để mà phán xét, đánh giá đúng hoàn cảnh lịch sử. Thôi thì cái câu chuyện cũng đã dài. Chỉ xin kết lại bằng một cái câu nói là nếu bạn bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn bạn bằng đại bác. Và bây giờ bà Dài xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.